Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Hôm nay em làm clip giới thiệu đến các anh một mẫu sản phẩm, một chiếc ví cầm tay hoặc là có thể gọi là hộp giữ ẩm hoặc là gọi là bao da cũng được, giữ ẩm cho xì gà khi mà các anh di chuyển ra ngoài. Mẫu này có mã hàng là EZA60006. Các anh có thể ghi nhớ cái mã sản phẩm em để ở trên góc trái màn hình. Ngoài ra thì các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào tìm kiếm là 6006 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau. Đây là bộ sản phẩm gồm hộp hai lớp rất là sang trọng như thế này, rất là thích hợp cho các anh làm quà tặng biểu sếp, bạn bè, đối tác và đồng nghiệp luôn. Đấy, hộp bên trong được làm giả da rất là sang trọng. Đây là một cái sản phẩm đến từ hãng Lubinsky, một hãng rất là nổi tiếng về những mẫu phụ kiện dành cho xì gà rất là đẹp. Ở đây thì em đang có một cái bao da màu nâu. Ngoài cái màu nâu thì bên em còn màu đen nữa. Các anh có thể truy cập website ambe.vn để xem màu sắc giúp em nhé. Vân cá sấu. Đây là vân cá sấu nhé. Đấy, rất là ấn tượng và rất là đẹp, cũng như là tinh tế. Đây là em lưu ý với một số anh, đây là da công nghiệp nhé. Bởi vì là ở trong da xì gà ấy, thì sẽ không sử dụng da thật, bởi vì da thật nó sẽ để lại mùi. Chính vì vậy mùi của da thật nó sẽ ảnh hưởng đến xì gà rất là nhiều, bởi vì xì gà rất là dễ bị ám mùi. Chính vì vậy là người ta sẽ không sử dụng da thật để làm. Có rất là nhiều anh đặt câu hỏi với em là sao lại không dùng da thật mà da công nghiệp mà lại đắt như vậy, bởi vì là da thật ảnh hưởng đến chất lượng xì gà, nên chính vì vậy là không có da thật các anh ạ. Ở đây da công nghiệp cao cấp, có một số dòng da công nghiệp cao cấp rất là bền cũng như là đẹp hơn da công nghiệp rất là nhiều, da thật rất là nhiều. Đây, khóa bộ set này thì bao gồm những cái phụ kiện đi kèm tiện dụng như là một chiếc bật lửa cũng như là một chiếc dao cắt, bật lửa kho, xì gà. Cái set này thì đựng được 4 điếu. Cái set này thì đựng 4 điếu các anh nhé, bao gồm một chiếc bật lửa này và một chiếc cắt. Đấy. Chiếc cắt được thiết kế theo phong cách sư tử. Đấy. Chiếc cắt này phù hợp với ring size từ 52 đến 54. Đó. Một chiếc cắt rất là chắc chắn, cắt cực bén và cực nhạy. Đây là một chiếc kho màu mận. Nếu như mà ở bộ set màu đen thì chiếc kho sẽ màu đen, còn ở bộ set màu nâu thì chiếc kho sẽ màu mận. Ở đây chúng ta cũng có kèm theo một chiếc đục cổng bơm ga hết ga, các anh có thể tự bơm. Lửa kho 3 tia rất là mạnh mẽ. Đó. Ở đây bộ set này thì còn có thể đựng được khay chứa 4 ngăn, 4 điếu và được cố định như thế này, 4 điếu. Cũng như là khay tạo độ ẩm, khay chứa nước cất tạo độ ẩm này. Cái nắp đậy để chống xô dịch điếu ở trong như thế này. Đây là một cái van bơm nước cất vào đây ạ.